Hai xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh là cây kiểng của tôi. Hôm nay là ngày 11 tháng 10. Thì hôm nay kênh con xin lên cái clip ngắn để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô cằn hăng ha. Và trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất nhiều. Thì hiện tại ở vườn con đang giao lưu một số cây cằn hăng, thì cô chú anh chị mình xem tham khảo thấy ok, giá hợp lý thì cô chú anh chị mình liên hệ ủng hộ con ha. Thì những cây cằn hăng này bên vườn con đã nhân giống và đã quấn một cái đế quái để cô chú anh chị mình dìa làm những cây bonsai mini để bàn, hoặc là mình ghép vô tiểu cảnh mình chơi. Thì cằn hăng, loại cằn hăng này nó có bông và có trái luôn, nhưng mà cô chú anh chị mình trồng nó to và nó khỏe và rất là già nó mới có bông và có trái ha. Còn hiện tại những cây mini như thế này thì mình chơi lá là nhiều. Thì cái lá của cằn hăng thì nó cũng thơm nha cô chú anh chị. Lá cằn hăng cô chú anh chị mình bứt ra và dò dò, mình đưa lên gần gần mũi mình ngửi là nó có mùi thơm ha. Thì những cây cằn hăng này á, bên vườn con đã vô một cái chậu nhỏ nhỏ như thế này rồi. Cô chú anh chị mình về muốn thay chậu và mình muốn uống lại dáng khác thì đều được hết. Cô chú anh chị mình hoàn toàn có thể là thực hiện liền khi mà mình nhận về. Thì hiện tại là cằn hăng bên vườn con đang bán và giao lưu giá là 48.000 một chậu. Vườn con có rất là nhiều cây cằn hăng, thì cô chú anh chị mình nếu như mà muốn con lựa chọn cho cô chú anh chị mình thì con sẵn sàng lựa. Còn cô chú anh chị mình có muốn lựa cây thì cô chú anh chị mình kết nối Zalo với con qua số điện thoại là 0387849762, cập mẫn ha. Thì cô chú anh chị mình kết nối Zalo xong rồi có thể là điện trực tiếp để lựa, và có thể là con sẽ lựa ra 5 cây. Ví dụ cô chú anh chị mua 5 cây ha, con lựa ra 5 cây con chụp cô chú anh chị mình xem ưng ý thì alo. Thì những cây cằn hăng này cô chú anh chị mình đừng có lo về cái dáng và đừng có lo về cái củ đế. Thì củ đế cây nào con cũng quắn quái hết, tùy cây quắn mỗi kiểu khác nhau. Với lại cái thân của chi cành của nó là nó còn rất là nhỏ, về cô chú anh chị mình có thể là sửa được bất kỳ dáng nào. Đó, thì giá là 48.000 một chậu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu mua mấy cây cằn hăng về làm tiểu cảnh hoặc là để bàn trà thì cô chú anh chị mình alo con qua số điện thoại là 0387849762, gặp mẫn nha cô chú anh chị. Rồi con xin mến chào cô chú. Thì con xin kết thúc video và tạm dừng tại đây. Xin mến chào.